Ngày 23 tháng 2, công ty Bảo Việt Nhân Thọ Tây Ninh đã chính thức khai trương văn phòng khu vực kiểu mẫu tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, với cơ sở vật chất hiện đại, khang trang và thuận tiện, phục vụ tốt nhất người dân ở khu vực này. Đến dự có bà Vương Thị Thúy Oanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, bà Trương Thị Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc công ty Bảo Việt Nhân Thọ Tây Ninh. Tự hào là thành viên của hệ thống Bảo Việt Nhân Thọ, sau 23 năm thành lập và phát triển, công ty Bảo Việt Nhân Thọ Tây Ninh đã phát triển không ngừng, mang những giải pháp tài chính ưu việt, đem lại cuộc sống khỏe mạnh, bình an và thịnh vượng cho các gia đình Việt tại địa phương. Việc khai trương thêm văn phòng khu vực kiểu mẫu nhằm giúp gia tăng khả năng đáp ứng nhu cầu của người dân ở các khu vực phát triển với mật độ dân số cao và sẽ là đòn bẩy giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng thị phần và củng cố vị thế của công ty, góp phần đưa Bảo hiểm Nhân Thọ đến gần hơn với người dân tại huyện Gò Dầu. Nhân dịp khai trương, công ty Bảo Việt Nhân Thọ Tây Ninh đã trao tặng 21 suất học bổng, mỗi suất là 1 triệu đồng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trên địa bàn huyện Gò Dầu.